hé lộ chân dung người Việt, cha đẻ của thuật toán khiến Google và ChatGPT tựa vào để phát triển. Là nhân vật nòng cốt quyết định nên sự thành công vang dội của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Google, tạo nên công trình Transformer nổi sóng khắp thế giới, một thuật toán được cả Google và ChatGPT sử dụng. Anh Lê Viết Quốc là cái tên được giới tinh hoa săn đón và là niềm tự hào của người dân Việt Nam, được mệnh danh là quái kiệt AI của Google đến từ Việt Nam. Vậy anh là ai? Mời bạn cùng đi 2T tìm hiểu ngay sau đây nhé! Từ làng quê nghèo ở Huế đến thung lũng Silicon danh giá, khi cái tên Lê Viết Quốc, người Việt Nam đầu tiên được xướng danh trong top những nhà phát minh trẻ hàng đầu thế giới, tất cả thầy cô trường chuyên Quốc học Huế đều vỡ òa sung sướng, vì cậu học trò nghèo chuyên toán luôn tràn đầy nghị lực và đam mê học tập. Mỗi ngày, anh Quốc mài dùi hàng trăm thể loại sách về những phát minh vĩ đại, luôn nghĩ đến những bức ảnh Neil Armstrong đang đi những bước đầu tiên trên mặt trăng và ước một ngày nào đó mình có thể sáng chế nên những dấu ấn mới cho nhân loại, và cuối cùng thì cậu bé đó đã làm được. Với background cực khủng, tốt nghiệp trường chuyên Quốc học Huế và Đại học Quốc gia Australia Úc, trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Stanford Mỹ về trí tuệ nhân tạo, anh Lê Viết Quốc, sinh năm 1982, đã xuất sắc với vai trò là đồng sáng lập Google Brain vào năm 2011. Viết Quốc sớm đạt được những đột phá ấn tượng trong lĩnh vực dịch máy, vượt lên những phương pháp học sâu đã hiệu quả với hình ảnh và lời nói, thứ có thể phân tích được với các đầu vào có kích thước cố định. Cũng từ giai đoạn này, Lê Viết Quốc dần trở thành quái kiệt trong giới khoa học trí tuệ nhân tạo với hàng loạt những nghiên cứu đột phá về lĩnh vực học sâu, không giám sát, ẵm về vô số giải thưởng tại các hội nghị quốc tế, cùng các nghiên cứu giá trị được vinh danh trên tờ New York Times. Và 3 năm sau đó, anh đã phát triển thành công thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên có tên là Sec2Sec. Điều thú vị, nhiều thuật toán này mà Google phát triển một phiên bản nâng cấp với tên gọi là Transformer. Nói trên, đây cũng là công nghệ lõi giúp Google dịch có chất lượng cao như hiện nay. Như vậy thì Lê Viết Quốc có vai trò quyết định với thành công của thế giới về xử lý ngôn ngữ tự nhiên nói chung và ChatGPT nói riêng. CEO PKAV Nguyễn Tử Quảng khẳng định, thật đáng trân trọng vì chính anh vẫn luôn nuôi nấng ước mơ, phụng sự và trở về với Tổ quốc thân yêu. Đó là lý do Lê Viết Quốc quyết định trở thành thành viên cốt cán trong Hội đồng Khoa học Đào tạo, Hội đồng Tín thác của Trường Đại học Fulbright Việt Nam, ngôi trường khai phóng hàng đầu từ Việt Nam. Người Việt thầm lặng ở Google còn tâm sự rằng anh và vợ đã đặt tên cho đứa con gái đầu lòng là Victoria với chữ cái đầu là V để nhắc nhở về Việt Nam. Sự thật là, chỉ cách đây vài năm, chúng ta khó có thể tưởng tượng được viễn cảnh thế giới chứng kiến những bước đột phá khủng khiếp như là ChatGPT. Và trong tương lai gần, con người có thể sẽ phải đối mặt với những xáo trộn đột ngột và khôn lường hơn bởi tốc độ phát triển thần tốc của công nghệ và AI. Những đột phá tiếp theo rất có thể đến từ một cá nhân hay tổ chức mà chúng ta chưa từng nghe đến. Do đó, chính chúng ta cần tỉnh táo và không ngừng làm chủ để công nghệ phục vụ con người, thay vì hoảng sợ công nghệ AI sẽ cướp mất việc hay là thay thế chúng ta. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ở dưới phần video nhé! Mau đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông báo video mới nhất từ chúng mình nhé!